Xin chào tất cả các bạn khán giả đã cùng quay trở lại với chương trình Triệu Phú Voucher. Và ngày hôm nay Phương Hiền sẽ đồng hành cùng với các bạn nha. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên hai nền tảng, đó là app THPON và app PPTV Go. Ngày hôm nay thì trước khi đến với những điều rất rất hấp dẫn ở phía sau thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh để xem có bao nhiêu bạn khán giả đang đồng hành cùng Phương Hiền trong số ngày hôm nay. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tải app này, sau đó thì chúng ta ấn vào nút điểm danh để nhận được những số chip hoàn toàn ngẫu nhiên đến từ phía chương trình nha. Và chúc tất cả các bạn khán giả ngày hôm nay sẽ nhận được số chip cao nhất, không phải nhận những cái số chip thấp, đúng không ạ? Và các bạn ơi, sẵn sàng nha, Phương Hiền bắt đầu đếm này. 3, 2, 1, xin mời. Xin chào các bạn khán giả, ngày hôm nay thì Phương Hiền sẽ đồng hành cùng với các bạn khán giả nha. Và điều đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay chúng ta sẽ có bảng xếp hạng những cái bạn khán giả tham gia mini game nào mà nhanh tay nhất này, chính xác nhất thì sẽ nhận được những voucher rất rất hấp dẫn của chúng tôi. Đã có hơn 170 bạn khán giả vào điểm danh rồi. Xin chào Ngọc Phạm, mình chốt hôm nay sẽ lấy giải, chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn nha. Còn những anh em ở app THP đâu rồi ạ? Comment sôi lên nào để Phương Hiền có thể đọc tên nha. 190 bạn khán giả rồi. Các bạn khán giả ngày hôm nay điểm danh được bao nhiêu chip đây ạ? Còn hơn 45 giây nữa, chúng ta vẫn cứ thong thả vào điểm danh các bạn nha. Xin chào Bảo Bảo 20 chip, Văn Tiến 20 chip, Hoàng Kim 15 chip. Rất nhiều những bạn khán giả ở app PPTV Go hôm nay có vẻ như là áp đảo hơn app THP đấy ạ. Còn hơn 30 giây nữa nha. Nguyễn Bảo Ngọc đang gọi Hưng ơi vô sắn chip đi. Nào, hãy cùng kêu gọi bạn bè của mình vào nhanh lên nào các bạn ơi. Cơ hội lấy chip free không có nhiều ạ. Nguyễn Văn Thưởng 5 chip, Thái Ngọc Hiệp được 5 chip rồi. Chúng ta còn độ tầm 10 giây thôi nha. Đỗ Hậu 20 chip rồi này, Sĩ Quyền 15 chip. Quỳnh Anh 20 chip. Ngày hôm nay thì hầu như chỉ thấy những các bạn khán giả ở Bình Phước rồi đúng không ạ? Những bạn khán giả ở Hải Phòng đâu rồi? Chúng ta đã có 236 bạn khán giả vào điểm danh rồi. Chắc hẳn ngày hôm nay thì những cái mini game sẽ đều rất là kịch tính và hấp dẫn đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những phần tiếp theo nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chặng hành trình ngày hôm nay. Phương Hiền sẽ đồng hành với các bạn. Đầu tiên sẽ là những phần thưởng, phần quà dành cho bảng xếp hạng những người chơi trả lời được nhiều nhất và chính xác nhất trong những mini game của ngày hôm nay. Tại app THP, những bạn khán giả tại Hải Phòng đâu rồi? Chương trình sẽ có một voucher trị giá 150.000 đồng tại Duki này. Có voucher 200.000 đồng tại nhà hàng chay Karuna, cộng thêm 20 chip dành cho các bạn. Tiếp theo là giải cuối cùng là giải 3 nha. Các bạn có một voucher 70.000 đồng tại Mi Skin Clinic này và cộng thêm 30 chip. Đó sẽ là top 3 bạn khán giả trả lời nhiều nhất và chính xác nhất tại app THPON. Còn những bạn khán giả ở Bình Phước đâu ạ? Cũng sẽ là một voucher trị giá 150.000 đồng tại Doki. Bây giờ thời tiết thì cũng rất rất là lạnh rồi nên là đi ăn những cái đồ nướng, đồ hàn cay thì rất là hợp lý. Tiếp theo chúng ta có một voucher trị giá 200.000 đồng tại Yang Bằng Hair Salon cộng với 20 chip. Sắp Tết rồi, nhu cầu làm đẹp thì chắc chắn là không thể thiếu. Ngoài ra cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một voucher trị giá 100.000 đồng tại nhà hàng Wood Beer cộng thêm 30 chip dành cho các bạn khán giả tại Bình Phước. Đó là giải thưởng của phần quà xếp hạng ngày hôm nay, thì cuối chương trình chúng ta sẽ biết được ai sẽ là người giành được nha. Còn bây giờ thì các bạn khán giả đã khởi động chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với mini game đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay giúp các bạn khán giả có thể tích chip. Mini game có tên là Thử thách IQ. Phiền xin được công bố luật chơi của mini game Thử thách IQ như sau. Chương trình sẽ đưa ra một câu hỏi với 4 đáp án và các bạn khán giả sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất, đáp án nào mà các bạn cho là chính xác nhất trong khoảng thời gian là 15 giây. Và giải thưởng sẽ là 20 người đúng ngẫu nhiên được nhận 10 chip. Cái này thì hoàn toàn là ngẫu nhiên nha. Đó, gọi là may mắn thì không biết là sẽ được chia đều cho tất cả mọi người đấy ạ. Và trước khi đến với câu hỏi IQ đầu tiên thì quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip của một địa điểm. Ngày hôm nay chương trình sẽ gửi đến cho các bạn có tên là Hair Salon 1996. Xin mời.
Và đó là đoạn video clip dữ liệu của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi IQ đầu tiên. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau, quán Hair Salon 1996 nằm trên con phố nào? Phú Giềng Đỏ, Lê Duẩn, Bạch Đằng hay Võ Văn Tần? Cái biển để tên phố thì cũng đã lướt qua rất là nhanh, không nhầm thì là ở những giây đầu tiên. Các bạn khán giả đã đưa ra được câu trả lời chưa ạ? Kết quả đó chính là đáp án A, Phú Giềng Đỏ là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng những bạn khán giả đưa ra đáp án là Phú Giềng Đỏ. Phú Giềng Đỏ là câu trả lời chính xác. Cái biển phố này trôi qua rất ngắn ở những cái giây đầu tiên thôi, nếu bạn khán giả nào chú ý thì sẽ thấy nha. Chúc mừng bạn Phạm Thúy An, Thu Huyền, Ngọc Linh, Bảo Ngọc, Phương Nguyễn, Long Hằng, Đặng Thị Diệu, Duy Thuận, Ngọc Phạm, Dương Phương Dung, Phùng Ánh, Anh Tuấn, Hoa Nguyễn, Nguyễn Thị Trang, Khải Cu, Su Si Phạm, Phạm Văn Mẫn, Phạm Thúy Mai, Quý NH là những bạn khán giả đã nhận được 10 chip của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 để xem lần này những bạn khán giả nào sẽ có được sự may mắn đến từ chương trình nha. Xin mời câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau, cô gái mặc váy đen trong đoạn video clip để kiểu tóc nào? Xoăn này, tóc thẳng, tóc tém và tóc tỉa. Đấy, có hai cô gái đúng không ạ? Vậy thì cô gái mặc váy đen nhớ nha, váy đen thì để kiểu tóc gì đây? 3. Và đáp án đó chính là tóc thẳng là câu trả lời chính xác. Những bạn khán giả nào may mắn được nhận chip trong câu hỏi này đây. Tóc thẳng nha Châu Ngọc ơi, không phải là đầu đinh đâu ạ. Phương Hiền xin được chúc mừng Tuấn Anh, Nguyễn Thị Trang, Trí Trung, Hương Nguyễn, Trần Tâm, Quỳnh Như, Minh Thảo, Thùy Dung, Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Văn Linh, Phạm Thị Nguyệt, Thúy, Ninh Bình, Thành Dũng, Hồng Diễm, Bảo Anh, Thúy Mai, Phạm Khánh, Ngọc Anh và Nguyễn Lương, Phương Anh là những bạn khán giả nhận được 10 chip trong câu hỏi số 2 của chúng tôi. Và trải qua hai câu hỏi IQ đầu tiên liên quan đến quán Hair Salon 1996, chúng ta sẽ cùng đến với hai câu IQ tiếp theo với một địa điểm là địa chỉ nào. Ngay bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip ngay sau đây. Xin mời. Tọa lạc trên con phố sầm uất hàng kênh Lê Chân Hải Phòng, Sion Hamburger là địa điểm được nhiều gia đình và giới trẻ Hải Phòng lựa chọn để thưởng thức hương vị của món bánh kẹp này. Hương vị không đại trà, dư vị đậm đà tẩm ướp nhiều nguyên liệu, tạo nên một hương vị khó quên cho từng món hamburger tại đây. Từng chiếc bánh ra lò là sự tỉ mỉ, kỳ công và là cả tâm huyết của cửa hàng đặt vào trong từng món ăn. Có lẽ vì thế mà chất lượng món bánh hamburger ở đây cũng cực kỳ tốt, bởi phần nhân vừa vặn, rau sống tươi sạch với mùi thơm mát, lát cà chua chín tới đỏ tươi, nước sốt thì đậm đà. Bên cạnh đó không thể không kể đến những món ăn kèm hấp dẫn như là khoai tây chiên, bít tết, đưa đẩy thêm hương vị cho thực khách. Đây xứng đáng là tiệm bánh hamburger ngon ở Hải Phòng được thực khách yêu thích trong thời gian vừa qua. Và đó chính là đoạn video clip đến từ quán Sion Hamburger. Và cũng có hai câu hỏi ở trong đoạn video clip dữ liệu vừa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi IQ số 3. Xin mời. Câu hỏi IQ số 3 như sau, lá cờ cắm trên chiếc bánh hamburger của quán là của nước nào? Anh, Mỹ, Úc hay Canada? Vừa rồi thì không biết là các bạn khán giả có quan sát kỹ đến cái lá cờ đó là của nước nào không ạ? Rất nhiều bạn khán giả đã đưa ra câu trả lời rồi. Và đáp án của chương trình đó chính là B, Mỹ là câu trả lời chính xác. Cùng chúc mừng những bạn khán giả đưa ra đáp án là B, nước Mỹ các bạn nha. Và Phương Hiền sẽ đọc qua một vài comment của bạn Đỗ Hậu. Đỗ Hậu ơi, nếu như bạn có bất cứ một cái vấn đề gì thì bạn hãy inbox vào fanpage của Triệu Phú Voucher nha. Chương trình sẽ giúp bạn giải quyết nha. Và bây giờ thì Phương Hiền xin được chúc mừng những bạn khán giả trả lời chính xác trong câu hỏi này. Đó chính là cờ của nước Mỹ. Phan Văn Mật đầu tiên ạ. Lê Hoàng, Gia Bảo, Thảo Châu, Phạm Văn Tiến, Trung Hiếu, Tuyết Nhi, Trọng Đức, Thanh Thanh, Bùi Thị Nguyệt, Lê Đình Vũ, những bạn khán giả tên quá là kêu. Bùi Thị Nghĩ, Vũ Khánh Linh, Kim The, Quỳnh Như, Tấn Thanh, Đặng Thị Diệu, Hồng Phấn, Tuấn Anh, Long, Trần Đức Anh. Một vài bạn khán giả không biết là Phương Hiền có đọc chính xác tên của các bạn không.
Thế nên là nếu mà đọc sai thì các bạn có thể để lại tên cho Phương Hiền dễ đọc nha. Và câu hỏi cuối cùng trong mini game thử thách IQ, không biết là có làm khó được các bạn khán giả hay không đây, nhưng mà Phương Hiền bật mí là các bạn hãy quan sát thật kỹ và nhớ lại tất cả những cái dữ liệu đến từ đoạn clip vừa rồi nha. Câu hỏi cuối cùng, xin mời. Câu hỏi cuối cùng như sau: hai ly nước đặt trên bàn ăn trong đoạn video clip có màu gì? Cam xanh lá này, đỏ xanh biển, cam xanh biển hay là đỏ xanh lá? Trời ơi, cái này thì cũng khá là khó đúng không ạ? Không biết là những bạn khán giả có nhớ hay không? Hai cốc nước đặt trên bàn có màu gì? Đáp án của chương trình đó chính là C, cam và xanh biển là câu trả lời chính xác. Câu hỏi này thì không biết là các bạn có thấy khó không? Màu chính xác là màu da cam và màu xanh nước biển nha. Chúc mừng Thành Dũng, Thúy Duyên, Anh Tuấn, Đình Vũ, Tiến Đạt, Hồng, Quang Tùng, Kim The này, Nguyễn Lương, Phương Anh, Bùi Thị Nghĩ, Thu Thủy, Minh Khoa, Thảo Trang, một vài cái tên mới rồi, Tuyết Nhi, Hương Giang, Phương Nguyễn, Anh Tiến, Trọng Đức, Phạm Văn Tiến và Hảo Yêu Yêu là những bạn khán giả nhận được 10 chip của chúng tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần có lẽ rất nhiều quý vị khán giả yêu thích, đó chính là phần đấu đồng giá. Tiếp tục là một mini game hoàn toàn với cái sự ngẫu nhiên. Không biết là ngày hôm nay thì cơ hội may mắn sẽ đến với những bạn khán giả nào. Những bạn khán giả nào còn chưa nhận được chip thì hãy comment nhé. Hy vọng rằng là cùng gửi tín hiệu lên vũ trụ để hy vọng rằng là sẽ nhận được cái combo voucher đấu đồng giá rất rất hấp dẫn ngày hôm nay của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chương trình sẽ mang đến cho các bạn khán giả tại Hải Phòng và Bình Phước những combo voucher như sau. Đầu tiên là tại Hải Phòng nha, những bạn khán giả tại app THP này, chúng ta sẽ có một voucher trị giá 50.000 đồng tất cả các hóa đơn tại quán Việt Nam Coffee. Ngoài ra cũng có kèm một voucher 50.000 đồng giảm giá tất cả các hóa đơn tại Winmart. Bình Phước cũng vậy, vẫn là một voucher trị giá 50.000 đồng giảm giá tất cả các sản phẩm hóa đơn tại Winmart. Kèm theo đó là một voucher giảm 50.000 đồng tất cả các hóa đơn sản phẩm tại Thức Coffee. Tổng giá trị là 100.000 đúng không ạ? Tuy nhiên, giá ưu đãi của chúng ta trong phần đấu đồng giá này chỉ là bao nhiêu chip nhỉ? 77 chip thôi. Với số lượng là 10 bạn khán giả sẽ nhận được combo voucher này của chúng tôi. Và ngay bây giờ, thời gian để cho các bạn khán giả vào tham gia ấn đấu đồng giá nha. Nhưng bạn khán giả vào sau cũng không sao cả, bởi vì hết chương trình, hết thời gian thì chương trình mới lựa chọn ra ngẫu nhiên những bạn khán giả nhận được giải. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu! Nào, combo đấu đồng giá đầu tiên nha, một lát nữa thôi thì bảng xếp hạng của chúng tôi sẽ được cập nhật lại quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần combo đấu đồng giá có Winmart và hai quán cà phê kia thì thực sự là hấp dẫn rồi đúng không ạ? Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhanh tay ấn vào nút tham gia để xem là mình có may mắn nhận được combo voucher này không nha. Nguyễn Thị Trang rất là thích Winmart, đúng rồi, vậy thì hãy cùng chờ đợi xem may mắn có đến với mình không Trang nha. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, các bạn ơi có thể kêu gọi bạn bè này. Thức Cà Phê là một trong những quán cà phê mới xuất hiện trên trang web của chúng tôi và thực sự nhận được rất nhiều những cái lời feedback rất là tốt. Thế nên là chúng ta hãy cùng, nếu mà ai mà có cơ hội nhận được combo voucher này thì cũng sẽ sử dụng dịch vụ và đến để trải nghiệm dịch vụ tại đây quý vị nha. Thời gian không còn nhiều đâu ạ. Và ngày hôm nay thì 10 bạn khán giả nào may mắn nhận được combo voucher này đây. Xin được chúc mừng những bạn khán giả đến từ app THP. Phương Hiền xin được gọi tên những bạn khán giả đến từ app THP nhận được combo voucher này trước nha. Chúc mừng anh Tuấn, Thu Huyền, Nguyễn Đăng, Trần Phượng, Phương Ly và những bạn khán giả ở Bình Phước đâu ạ. Xin được chúc mừng Huyền Trang này, Minh Hiếu, Kim Anh, Hoài Anh và Mai Huỳnh là những bạn khán giả nhận được combo voucher đồng giá đầu tiên của chúng tôi. Ngày hôm nay thì những bạn khán giả nào còn chưa nhận được một tí chip nào từ đầu chương trình đến bây giờ ngoài phần điểm danh, ngay bây giờ sẽ là phần nhanh tay để cho các bạn khán giả có cơ hội nhận được chip của chúng tôi đây. Sẽ là một mini game mà cũng đã rất lâu rồi mới quay lại với các bạn khán giả, đó chính là mini game đoán giá. Ngày hôm nay ở mini game đoán giá này, Phương Hiền xin được công bố luật chơi lại một lần nữa. Biết đâu lâu lâu không chơi các bạn có thể quên đúng không ạ? Chương trình đưa ra một sản phẩm và người chơi sẽ phải đoán chính xác mức giá của sản phẩm đấy hoặc là gần nhất so với mức giá của chương trình đưa ra. Và phần thưởng sẽ dành cho 20 bạn khán giả nhanh tay và trả lời chính xác nhất sẽ nhận được ngày 10 chip của chúng tôi.
Nhớ nha, ở phần này thì đã có sự cạnh tranh hơn một xíu rồi, đó chính là các bạn khán giả phải trả lời thật nhanh tay nha. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của mini game đoán giá. Xin mời. Ở phần đoán giá đầu tiên, giá của món đồ uống trà trái cây nhiệt đới tại tiệm Trang Coffee có giá là bao nhiêu? Cái này thì cũng là hên xui đúng không ạ các bạn? Cứ suy ra từ những cái giá mà chúng mình đã từng đi trải nghiệm của một trong những cái quán tương tự. Giá của món đồ uống trà trái cây nhiệt đới nha, 35.000, 37.000, rất nhiều những mức giá khác nhau, 40.000, 500.000. Phạm Thị Nguyệt ơi, có nhập nhầm thừa một số 0 không đây à Phạm Thị Nguyệt? 55.000, Hoàng Văn Dũng đưa ra mức giá là 55.000. Đáp án sẽ là những người khán giả trả lời chính xác hoặc là gần nhất so với mức giá của chương trình nha. Và mức giá đó chính là 38.000 đồng là câu trả lời chính xác. Chúc mừng ai đây ạ? Chúc mừng Thu Huyền này đưa ra mức giá là 38.888. Đứng ở vị trí thứ hai thuộc về bạn khán giả Bình Phước này, Phạm Thị Thùy Dung, Mai Huỳnh, Thúy Hồng, Khánh Linh, Ninh Bình, Văn Mẫn, Lê Cường, Bích Hồng, Phương Dung, Ngọc Mạnh, Mr. Bean, Phạm Huyền, Trần Tâm, Văn Toàn, Bùi Thị Nghĩ, Kim Anh, Trần Đức Anh. Một bạn để số điện thoại đuôi là 6822 và cuối cùng là bạn Trịnh Phương Đông. Các bạn đã nhận được 10 chip của chương trình. Và đó là câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên thì ở minigame này chúng ta có đến 3 câu hỏi cơ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Xin mời. Câu số 2, combo lục trà ổi hồng và ngọc trà vải có giá là bao nhiêu? Ui, nghe tên thì rất là hấp dẫn đúng không ạ? Lục trà ổi hồng và ngọc trà vải nha, hai món. Bây giờ ước lượng xem là hai món thì là nó rơi độ vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Nãy một món là nó gần 40.000 phải không ạ? Vậy thì hai món thì nó sẽ là bao nhiêu đây? 80.000 này, Thùy Dung là 45.000, liệu có rẻ thế không ạ Thùy Dung? Quang Tùng đưa ra là 69.000. Thành Thanh Hằng 80.000, Thúy Mai 65.000. Và đáp án của chương trình cho combo lục trà ổi hồng và ngọc trà vải có giá là 58.000 nha, một mức giá siêu ưu đãi. Bây giờ xin được chúc mừng bạn khán giả, đó là Lê Văn Tuấn Anh, dự đoán mức giá là 59.000 này, chênh đúng có 1.000 thôi. Ninh Bình, Củ Khoai, Hảo Yêu Yêu, Khánh My, Nguyễn Văn Thưởng, Hoàng Văn Dũng, Huyền Đỗ, Kim Hồng, Chí Trung, Trung Huy, Thái Ngọc Hiệp. Vẫn là một bạn khán giả để đuôi số điện thoại 6822 nhận được 2 lần giải thưởng của chúng tôi. Tâm Anh, Thúy Duyên, Phương Dung, Quang, Hương Nguyên, Thoại Anh và Đỗ Hậu. Ngày hôm nay thì có lẽ là những tín đồ của nước ép hoặc là hay uống những cái loại nước ép trái cây thì có lẽ là không thể nào làm khó được các bạn rồi. Rất là đơn giản phải không nào? Tuy nhiên ở những câu cuối cùng thì Phương Hiền có một cái bật mí là nó sẽ nâng cái cấp độ khó dần lên nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong mini game đoán giá. Xin mời. Câu hỏi cuối cùng ở trong mini game đoán giá cần các bạn khán giả phải nhanh tay đây ạ. Combo nước ép ổi và trà măng cụt kèm thêm topping trân châu đen. Nào, nước ép ổi, trà măng cụt kèm theo topping nha. Mức giá của topping thì không biết là các bạn đã tham khảo ở quán nó sẽ dao động trong khoảng bao nhiêu chưa? Trần Phượng 70.000 đồng, rất nhiều những mức giá được đưa ra. Phạm Văn Mẫn đang comment là quá rẻ. Châu Ngọc, chị đọc tên em đi chị. Xin chào Châu Ngọc. Châu Ngọc, chúc Châu Ngọc hôm nay sẽ nhận được thật nhiều chip của chương trình nha. Thời gian sắp hết rồi các bạn ơi, nhanh tay nào, bao nhiêu đây ạ? Nước ép ổi, trà măng cụt kèm topping trân châu đen. 65.000 đồng là câu trả lời chính xác, thực sự quán quá là rẻ đúng không ạ? Mức giá quá là gọi là ưu đãi luôn. Và ở vị trí đầu tiên đoán trúng phốc luôn 65.000, xin được chúc mừng Thái Ngọc Hiệp. Tiếp theo là đến Vũ Trọng Đức này, Phạm Dũng, Thúy Mai, Thùy Dung, Đình Vũ, Bảo Bảo, Nguyễn Thị Trang, Phạm Anh Tuấn, Phạm Văn Tiến, Kim Hồng, Sơn, Minh Tiến, Thúy Hồng, Văn Mẫn, Phạm Huyền, Lý Thái Sơn, Nguyễn Đăng, Phương Ly, Lường Vũ Hải Đăng là những bạn khán giả trả lời chính xác trong câu hỏi cuối cùng của mini game đoán giá.
Và đó chính là ba câu hỏi trong mini game đoán giá của chương trình với địa điểm đó chính là quán tiệm Trang Coffee, một trong những địa chỉ mà giá cả rất phải chăng và đồ uống thì cũng rất là tươi ngon, phải không quý vị? Kết thúc phần mini game của chúng ta ngay bây giờ sẽ là phần mà gay cấn nhất, phần có tên là đấu giá tăng. Ngày hôm nay thì không biết là chương trình sẽ cho các bạn khán giả những voucher nào và liệu rằng là cái số chip cũng như là cái mức giá mà các bạn đưa ra nó có chạm đến mốc hơn 2.000 hoặc là hơn 2.000 chip hay không. Những ngày vừa rồi thì có quá nhiều các bạn khán giả đưa ra những cái nhận định cũng như là đưa ra những cái ý kiến là số chip bây giờ có vẻ như là các bạn đang tích lũy rất là nhiều phải không nào. Và đây sẽ là lúc gọi là chúng ta có thể bung lụa để giật được những voucher rất rất hấp dẫn đến từ phía chương trình. Comment ngay số chip của các bạn xuống đây để xem là những đại gia chip của chúng tôi ngày hôm nay thì sẽ có ai là người bước lên sàn đấu với phần đấu giá tăng của chúng tôi nha. Ngày hôm nay thì những bạn khán giả tại Hải Phòng và Bình Phước sẽ có những voucher như sau. Đầu tiên sẽ là một voucher trị giá 150.000 đồng, vẫn tiếp tục là Doki nha. Trời lạnh rồi thế nên là chắc chắn là Doki là sự lựa chọn không thể thiếu dành cho chúng ta đúng không ạ? Một trong những sự lựa chọn dành cho những bạn khán giả yêu thích đồ ăn Hàn cay nóng, thế nên là Doki là một voucher mà ngày hôm nay sẽ được gửi đến cho các bạn khán giả trong phần đấu giá tăng. Tại Hải Phòng sẽ là một voucher giảm giá 200.000 đồng tất cả các dịch vụ hóa đơn tại Vườn Bia Hà Nội. Bình Phước thì sao ạ? Một voucher giảm 200.000 đồng tất cả các hóa đơn tại nhà hàng Amazon Food Garden. Với tổng giá trị của những chiếc combo voucher này là 350 chip. Số lượng một bạn khán giả. Mức giá của chúng tôi là 20 chip và giá khởi điểm các bạn lưu ý là 50 chip nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đấu giá tăng để xem ai sẽ là người nhận được combo voucher hấp dẫn ngày hôm nay. 3, 2, 1, xin mời. Rồi, phần đấu giá tăng đây, Châu Ngọc đang comment là em đợi tới đấu giá tăng để người khác nhìn em bằng ánh mắt khác. Hồ Ngọc Duy Phú bây giờ mới vào chương trình, không sao, chúng ta vẫn kịp đấu giá tăng để nhận voucher của Doki. Lạnh như thế này mà ăn Doki thì trời ơi, phải nói là tuyệt vời đúng không ạ? Chương trình quá là tâm lý luôn khi mà cho voucher Doki ở cái thời điểm hiện tại. Đồ ăn Hàn vừa cay vừa nóng, ưu đãi 150.000 đồng thì gọi là ăn free rồi đúng không ạ? Mức giá là 20 chip nha. Và mức giá đấu tiếp theo thì vẫn đang tăng. Châu Ngọc đang comment là giặt sang hết một bên đi nào. Tôi gọi Lily Bích Hồng Hương Nguyên bây giờ. Rồi, mức giá đấu tiếp theo đang là... Ôi, chưa thể đọc được Phương, bởi vì Phương Hiền cứ đang định đọc là sẽ có một tên bạn khán giả mới nhảy lên. Rồi, hiện tại thì đang là bạn khán giả Hoàng Thúy Anh nha, một cô gái của chúng ta, một cô gái. Con gái thì cũng khoái ăn Doki lắm đấy ạ. Thúy Anh, 1.590 chip. Mức giá đấu tiếp theo là 1.610 chip nha. Một voucher cũng rất là dễ dùng đúng không ạ? 150.000 đồng tại Doki này. Ngoài ra thì chúng ta còn có voucher của nhà hàng Bia Hà Nội tại Hải Phòng và nhà hàng Amazon Food Garden tại Bình Phước nữa. Cũng đều là những combo voucher rất là thiết thực. Hương Nguyên đã vào rồi, 1.630 chip. Tiếp theo là ai đây ạ? Phan Anh Tuấn, 1.650 chip. Thùy Anh đâu rồi, Hương Nguyên đâu rồi? Các bạn có suy nghĩ gì về con số 1.690 chip của chúng tôi? 1.700 rồi nha. Những cái combo voucher này thì các bạn chơi lớn nó cũng là điều hết sức bình thường đúng không nào? Bởi vì nó đều là những combo voucher rất dễ sử dụng. Ở những giây cuối cùng, liệu Phương Hiền có được chúc mừng Phan Anh Tuấn không đây? Hết thời gian. Và đúng như dự đoán, xin được chúc mừng Phan Anh Tuấn với mức giá đổi thành công là 1.690 chip. Kết thúc phần đấu giá tăng rất kịch tính, ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với một phần mà kịch tính không kém, đó chính là phần hé lộ top 3 bạn khán giả nhận được những cái giải thưởng ở trong phần thưởng bảng xếp hạng mà Phương Nhật đã công bố từ đầu chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với top 3 vị khán giả ngày hôm nay nhận được combo voucher rất hấp dẫn của chúng tôi. Xin mời bảng xếp hạng. Và Phương Hiền xin được gọi tên 3 bạn khán giả ở tại 3 hai app PPTV Go và THP đã là những người trả lời chính xác và nhiều nhất trong những cái mini game vừa rồi của chúng tôi.
Và ở Bình Phước thì vừa xin được gọi tên một bạn khán giả có đuôi số điện thoại là 6822 đã tiếp tục nhận được một voucher tại Doki trị giá 150.000 đồng. Chúc mừng Phạm Thị Thùy Dung ở vị trí thứ hai đã nhận được 20 chip và một voucher tại nhà hàng chay Karuna của chúng tôi. Cuối cùng, Dương Phương Dung ở vị trí thứ ba đã nhận được 30 chip và một voucher làm đẹp tại Mi Skin Clinic. APTHP thì sao ạ? Chúc mừng Thái Ngọc Hiệp, một voucher tại Doki 150.000 đồng. Phạm Văn Mẫn, 20 chip và một voucher tại Yang Bằng Hair Salon. Tết rồi, cắt tóc gần đi là vừa đúng không ạ? Và Phạm Huyền này, 30 chip và một voucher tại nhà hàng Good Beer nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những phần hấp dẫn tiếp theo. Và xin chúc mừng những bạn khán giả đã nhận được combo voucher rất hấp dẫn của chương trình. Và kết thúc phần đầu giá tăng hết sức kịch tính thì ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với một phần mà được rất nhiều các bạn yêu thích. Bình thường thì ở những số trước thì chỉ có một phần này thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì một phần đấu đồng giá nữa sẽ tiếp tục được diễn ra ngay bây giờ. Tuy nhiên thì các bạn khán giả thân mến, nếu như ở phần đấu đồng giá đầu tiên giải thưởng sẽ chia cho 10 bạn khán giả, thì ở lần này sẽ chỉ có 6 bạn khán giả nhận được combo voucher của chúng tôi thôi. Và tại Hải Phòng cũng như Bình Phước ngày hôm nay ở lần đấu đồng giá thứ hai này thì các bạn sẽ nhận được những combo voucher gì? Đầu tiên tại Hải Phòng sẽ là một voucher trị giá 50.000 đồng giảm giá tất cả các sản phẩm tại TH True Milk. Một voucher giảm 40.000 đồng tất cả các đồ uống tại Cherry Coffee & Tea. Ở Bình Phước thì sao? Cũng là một voucher giảm giá 50.000 đồng các sản phẩm kem tại TH True Milk. Và một voucher giảm 40.000 đồng tất cả các hóa đơn sản phẩm tại Tem Phiếu Cà Phê. Tổng giá trị của những chiếc combo voucher này đó chính là 90.000 đồng. Số lượng dành cho 6 bạn khán giả hoàn toàn ngẫu nhiên may mắn. Mức giá ưu đãi của chúng tôi 90.000 đồng đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên các bạn khán giả chỉ phải quy đổi với 66 chip mà thôi. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu phiên đấu đồng giá thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. 3, 2, 1, xin mời! Có một đấu đồng giá lần thứ hai đã xuất hiện rồi đây các bạn ơi. Những ai mà còn chưa may mắn này, chưa nhận được những cái voucher trong phần bảng xếp hạng và đấu giá tăng thì đây là lúc dành cho các bạn nha. Nhanh tay lên nào. Chúng ta đã có 6 trên 6 voucher đủ điều kiện để được trao đi. Tuy nhiên người đó là ai thì vẫn chưa lấy ngẫu nhiên nha. Những bạn khán giả vào sau hoàn toàn chúng ta vẫn có thể vào tham gia như bình thường. Có một bạn khán giả ở app Bình Phúc có hỏi là ai có ai đổi voucher tại Winmart chưa? Thì bạn ơi, bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage. Chương trình sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn tiền ra sao cũng như là sử dụng cái voucher hoàn tiền như thế nào nha. Ở những giây cuối cùng nào, 6 bạn khán giả may mắn là ai đây ạ? Xin chúc mừng Nguyễn Trí Hiếu, Hoàng Ngọc Ngoạ, Phạm Văn Tiến là 3 bạn khán giả ở app THP. Ở app Bình Phước vừa xin được gọi tên Ngưu Thị Kim Hồng này, NHIPHG ngày hôm nay là được cũng khá là nhiều giải nha, chúc mừng bạn. Và cuối cùng đó là bạn Lưu Ngọc Thảo Vị. Các bạn khán giả thân mến, ngày hôm nay thì có lẽ rằng những bạn khán giả nào may mắn thì cũng đã nhận được phải gọi là cơn mưa voucher đến từ chương trình rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm sử dụng dịch vụ voucher của chương trình thật là vui vẻ. Và đừng quên, ngay bây giờ cũng chưa kết thúc đâu, sẽ vẫn còn một phần điểm danh cuối nữa cơ, với những số chip ngẫu nhiên đến từ chương trình trong khoảng thời gian là 60 giây. Những ai mà còn bận bịu thì ngay bây giờ cũng sẽ cầm vào điện thoại, mất một vài giây thôi, chúng ta sẽ cùng tích những cái số chip để gọi là tích tiểu thành đại, nhận những cái voucher mới của chương trình, hấp dẫn của chương trình ở những số sau nha. Và thời gian dành cho các bạn khán giả điểm danh 60 giây bắt đầu. 60 giây và điểm danh nào. Rồi bây giờ các bạn khán giả đang comment gì đây ạ? Phan Diệp Lan, Sim Vía TH. Nhanh tay điểm danh nào. Đây này, chưa gì mà Bảo Anh được 20 chip rồi đây này. Thời gian còn độ tầm hơn 40 giây thôi nha. Chúc mừng Thái Ngọc Hiệp 20 chip. Vật đỏ có vẻ như là đang đến với những cái bạn khán giả khá là quen thuộc của chương trình đúng không ạ? Cứ tham gia chương trình thật là đều đặn đi thì chúng ta đôi khi cũng sẽ nhận lấy được một vài cái tip để gọi là săn được thật nhiều chip nhanh tay nhanh mắt đúng không ạ?
Chúc mừng Khánh My 20 chip, Văn Linh 15 chip, Anh Tuấn 20 chip, Nguyễn Phương sắp thi rồi lo học đi cưng. Thôi vào điểm danh độ mấy giây thôi rồi xong ra học tiếp cũng được đúng không ạ? Nguyễn Thị Trang 2 lần 20 chip, trời ơi chúc mừng Nguyễn Thị Trang. Nhanh tay nào, hết thời gian rồi. Với 184 bạn khán giả điểm danh ở lần điểm danh thứ 2 của chương trình. Kết thúc phần điểm danh rồi và quý vị khán giả thân mến đừng quên rằng là hàng ngày thì chương trình vẫn có những cái thử thách để giúp các bạn khán giả có thể tích chip vào lúc 20:30 nha. Hãy cùng vào app THPON cũng như là app PPTV Go để cùng tham gia trả lời những câu hỏi cũng như là thử thách đến từ chương trình, nhận được những số chip rất nhiều để cùng lên sóng với chúng tôi vào mỗi 12 giờ các ngày trong tuần, săn được thật nhiều voucher hấp dẫn. Còn ngay bây giờ thì chương trình đến thời điểm này cũng đã tạm kết thúc rồi. Phương Hiền xin chào tạm biệt các bạn và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau thật đông này, thật có nhiều bạn khán giả mới ở trong những số tiếp theo. Còn bây giờ thì Phương Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả vào những số tiếp theo.